Chúng ta sẽ nói tới cái clip kế tiếp các bạn. Và người trên màn hình thì đương nhiên rất quen thuộc là đây là dân biểu Tom Emmer, một trong những người mà cực kỳ ủng hộ crypto. Thì Tom Emmer ngày hôm nay thì cũng khá là nóng các bạn. Và nói chung là cũng không cho Gary Gensler trả lời luôn. Thực sự chia sẻ clip này với các bạn nó cũng hơi dài một chút là 3 phút. Nhưng mà Tom Emmer đã nói là SEC không có thẩm quyền đè bẹp sự đổi mới tài chính. Để Thuận chia sẻ rồi chúng sẽ nói tiếp. Majority of digital assets meet the investment contract test and are therefore securities operating illegally outside of the U.S. regulatory umbrella? As I've said, many of these assets are basically the public is anticipating profits based on the efforts of others. Is the answer then yes? Again, without prejudging anyone, I do think that the significant reclaiming my time. I'll take it as a yes. Contracts. And to be clear, sir, this perspective has nothing to do with a concern you noted in a speech last year where you said, quote, over the past year, several bank executives have shared their concerns with me about the sheer number of depositors who have moved money from their bank accounts into crypto-related exchanges and wallets, end quote, right? The concern that those bank executives raised was that there's again, I'm reclaiming my time, sir. Getting no, hurt. I've asked you to answer the questions as short as I can so I can use the time I have, and it's clear that you would like to avoid answering the questions, in my opinion. An Obama-appointed judge in the Southern District of New York, a bank-friendly jurisdiction where you bring most of your cases, recently found that decentralized financial technology, quote, not only removes the so-called middlemen from these transactions, but it also allows users to interact through a variety of methods in an easy and efficient manner, end quote. The court also said underwriters, like the ones at banks where you work, sir, are, quote, precisely the types of individual roles that decentralized exchanges were designed to eliminate, end quote. Mr. Gensler, can you assure this committee that your style of regulation by harassment towards digital asset innovation is to the benefit of every American and not driven by your desires to protect industry incumbents? This is a field that's rife with fraud and manipulation, and I'm looking out for the American investors who've been hurt by the crypto. Yeah. I'll reclaim my time. Mr. Gensler, despite your years of rhetoric, like today, I'm convinced you are not an impartial regulator. Instead, it's clear that you are working to consolidate your own power, even though it means crushing opportunities for everyday Americans and, frankly, the financial future of this country. Even the federal courts are highlighting the damage you, sir, are doing to our constituents, and they're telling you that you don't have the legal authority to accomplish your goal of squashing competition in the financial markets. Congress has been telling you that too. Now, Mr. Gensler, I believe our great financial system is the definition of freedom in this country, and congressional policies must provide room for the traditional financial system to evolve alongside the disruptive digital asset ecosystem. That said, it cannot be understated that a common theme throughout your career, sir, is your relentless loyalty to the largest financial institutions at the clear expense of innovation, competition, and everyday Americans. I yield back. I suspect some large financial institutions would not agree with that. There's no question, sir. I've yielded. Chúng ta thấy là Tom Emmer không có để cho Gary Gensler trả lời luôn. Hôm nay ông cũng khá là nóng. Thì nói chung đây là cái clip cũng dài các bạn, là khoảng 3 phút. Nhưng mà nói tóm tắt lại đó là Tom Emmer đang cáo buộc Gary Gensler là tay trong của phố Wall. Và tất cả những gì ông làm không phải là để bảo vệ người dân Hoa Kỳ, mà là bảo vệ lợi ích của phố Wall, nơi mà ông đã từng làm việc, giữ chức vụ cấp cao của ngân hàng Goldman Sachs. Đó chính là cái lời phát biểu đến từ Tom Emmer ngày hôm nay. Rồi chúng ta cũng sẽ nói tới một người nữa các bạn. Đây là một người cũng khá thú vị, và đây là clip cuối cùng liên quan đến những cái điều trần ngày hôm nay Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Rồi Thuận sẽ chia sẻ tóm tắt cảm nghĩ của Thuận về buổi điều trần này. Và đây là cái clip thú vị, tại vì trên màn hình các bạn đây chính là dân biểu Richie Torres, một trong những người mà cũng đang được nói tới nhiều các bạn, đang nổi, một trong những dân biểu trẻ tuổi. Và đặc biệt đó, đây là dân biểu đến từ đảng Dân Chủ mà ở New York các bạn. Và New York là một trong những nơi mà có rất nhiều người không thích crypto, những người lập pháp các bạn không thích crypto. Nhưng mà đây là một người trẻ tuổi của đảng Dân Chủ mà lại ủng hộ crypto. Thì trong cái clip này đó cũng rất là ngắn, khoảng chừng 52 giây mà thôi. Thì dân biểu Torres đã nói là nếu như mà tôi mua Pokemon Card, cái thẻ mà các bạn chơi game Pokemon đó, là những cái thẻ này nè các bạn, thì nếu như mà dùng tiền của mình đi mua những cái thẻ này, cho dù là những thẻ này đó sau này bán lại có giá hay là như thế nào thì nó cũng không phải là chứng khoán, nhưng mà nếu như mà cái thẻ này là một cái NFT, là một cái token, thì đó lại là chứng khoán trong con mắt của SEC. SEC chưa bao giờ tấn công hay là đi kiện công ty phát hành Pokemon Card hay là bất cứ những cái thẻ nào hết. Nhưng mà liên quan đến NFT thì họ lại tấn công. Thì tại sao như vậy? Và dân biểu Torres nói là tôi tưởng ông trung lập về công nghệ. Và thật ra còn thêm một clip cuối cùng nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn sau cái clip này. Nhưng mà để Thuận chia sẻ clip này trước. Suppose I were to purchase a Pokemon card. Would doing so constitute a security transaction? You could purchase a Pokemon card. I don't know what the context is, but if you're just purchasing a Pokemon card... If I purchase a Pokemon card, is that a security transaction? Store, that's not a security. Okay. If I were to purchase a tokenized Pokemon card on a digital exchange via a blockchain, is that a security transaction? I'd have to know more. Okay. So for you, the process of tokenization is what transforms a non-security transaction into a security transaction? Look. If the investing If the investing public is anticipating profits based upon the efforts of others and they're exchanging funds, that's the core. I see my time has expired, so. Gentleman's time has expired. Thì cái clip này cũng rất là ngắn các bạn, thì các bạn cũng đã thấy được cái sự không hợp lý ở đây. Và cũng như là Thuận đã từng chia sẻ với các bạn, nếu như mà bất cứ một ai mua cái gì, họ dùng tiền của mình để mà mua và họ mua với kỳ vọng là bán lại với giá cao hơn là chứng khoán, thì những cái như là Pokemon Card, những cái như là đồng hồ Rolex thì như thế nào các bạn? Tại vì rất nhiều người họ mua đồng hồ Rolex với ý định là sẽ bán lại với giá cao hơn sau này, thì cái đó có phải là chứng khoán hay là không? Cho nên cái quyền lực của SEC sẽ ngừng lại ở nơi nào. Và đây là clip cuối cùng. Và cái clip này đó là đến từ dân biểu Davidson các bạn, một trong những người mà gần đây cũng rất là nổi tiếng và cũng chia sẻ rõ quan điểm là ủng hộ crypto. Và ông cũng là người mà đã đưa ra một cái dự luật để có thể là thay đổi cấu trúc của SEC và sẽ sa thải, nghĩa là sẽ loại bỏ chức vụ chủ tịch của SEC và thay vào đó sẽ có thêm một nghị sĩ nữa, nghĩa là sẽ có 6 nghị sĩ và họ sẽ cùng nhau bỏ phiếu chứ không phải là như bây giờ. Và ông đã nói trong cái clip này đó là tôi ước rằng chính quyền Biden sẽ sa thải ông, nhưng danh sách của những người mà họ cần phải sa thải đó thì rất là dài. Vì vậy thì chúng tôi sẽ sa thải ông khi dự luật ổn định SEC được thông qua. Để Thuận chia sẻ clip này với các bạn. You're pushing a woke political and social agenda, and I think abusing your role and the authority of the SEC as cover. So, you know, I think fundamentally the SEC Stabilization Act would remove the role of chairman. It would preserve the current commissioners, but it would add a sixth commissioner. So there would be no more than 3 from any one political party. And so that would provide a path that would make the SEC do what you're avoiding. Frankly, you're front-running Congress, you're front-running the courts, you're front-running even the own administration, and no one has held you to account for that. I mean, I wish the Biden administration would say you're fired, but the list of folks they need to do that for is long. Congress hopefully will with the SEC Stabilization Act. I yield. Gentleman's time's expired. Đó là cái lời phát biểu đến từ dân biểu Davidson. Thì một trong những điều mà Thuận nhận ra được đó là những người mà ủng hộ crypto từ quốc hội đó thì đột ngột mạng xã hội của họ đã tăng lên cái lượng tương tác rất là nhiều. Và Thuận nghĩ rất là nhiều những dân biểu hay là những nghị sĩ đã nhận điều này các bạn. Khi mà các bạn ủng hộ crypto thì cái sự ủng hộ từ những mạng xã hội đó lại tăng lên rất là nhiều. Cái độ ảnh hưởng nó lại tăng lên trên mạng xã hội. Và đó là một điều thứ nhì nữa đó là các bạn thấy là những công ty crypto bây giờ không phải là những công ty nhỏ đâu. Những nghị sĩ này ủng hộ crypto một phần có thể là họ thật sự tin tưởng, một phần khác đó là tại vì những người bỏ phiếu cho họ cũng ủng hộ crypto. Và đương nhiên có những công ty crypto đó giống như là Ripple, những công ty mà họ có rất nhiều tiền, như là Coinbase thì cũng sẽ ủng hộ những dân biểu, những nghị sĩ khi mà họ đứng ra để mà tái đắc cử. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào crypto nói riêng hay là Bitcoin đó thì chúng ta không có nên suy nghĩ một cách giống như rất đơn giản, mà đứng sau lưng đó chính là lợi ích các bạn. Và như thường đã chia sẻ, tới cuối cùng đó thì lợi ích chính là vĩnh viễn, và mạng lưới của Bitcoin đó cũng được vận hành dựa theo lợi ích mà thôi. Bất cứ ai làm gì cho Bitcoin đó đều vì lợi ích riêng của họ, nhưng mà vì lý do đó cho nên Bitcoin mới tồn tại cho đến ngày hôm nay. Và quốc hội cũng không khác đâu các bạn. Những thợ đào họ tham gia vào, tại vì họ đào họ có thể là có lợi nhuận. Những người mà họ lưu trữ Bitcoin dài hạn đó họ cũng có lợi nhuận. Những người mà họ tham gia vào ủng hộ Bitcoin ở quốc hội họ cũng sẽ có cái lợi riêng của họ. tất cả đều quy ra lợi nhuận hết các bạn. Ngày nào Bitcoin còn mang đến lợi nhuận thì ngày đó thị trường này càng sẽ lớn mạnh các bạn. Và đối với Thuận nơi cái buổi điều trần ngày hôm nay thì đương nhiên không phải là chỉ nói về crypto, đó là một phần nói về crypto mà thôi, còn nhiều những cái dự luật khác nữa. Và rất rõ ràng là liên quan đến SEC đó thì có rất nhiều người không có thiện cảm với chủ tịch Gary Gensler từ cả hai đảng luôn các bạn. Và không chỉ riêng là về crypto, có rất nhiều những cái thượng nghị sĩ hay là những cái dân biểu họ cũng không quan tâm đến crypto đâu. Nhưng mà chúng ta đã thấy rất rõ ràng là Gary Gensler đã hầu như không có sự sẵn sàng. Trước đây khoảng chừng một tuần nữa thì ông nói là ông đã có sự chuẩn bị để đến Hạ viện. Nhưng mà các bạn đã nhớ là cách đây 6 tháng đó, khi đến Hạ viện thông bị hạch hỏi, thì tôi nghĩ là lần này ông phải có sự chuẩn bị tốt hơn. Nhưng mà rõ ràng nó cũng như vậy mà thôi, trả lời vòng vòng các bạn. Hầu như cũng không có một cái sự chuẩn bị nào rõ ràng hết. Và như Thuận vừa chia sẻ đó, không phải ai cũng thích crypto ở Quốc hội. Nhưng mà nhiều người ở Ủy ban Dịch vụ Tài chính không thích Gary Gensler, cũng như câu cho dù chúng ta không thể đồng lòng thích một người, nhưng chúng ta cũng có thể đồng lòng ghét một người các bạn. Và đó là chuyện Thuận cảm thấy là đang xảy ra hiện tại, vì chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình đó. Đây chính là cái lá thư gửi đến từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, và tất cả thành viên thuộc đảng Cộng Hòa trong ủy ban này đó, họ đã đều ký tên ở trong lá thư này. Và lá thư này đó là không chỉ riêng về crypto mà họ đã yêu cầu SEC đó tạm ngừng việc tạo ra quy tắc mới cho đến khi SEC xem xét lại tác động và dành thời gian để trưng cầu ý kiến của công chúng. Đó là cái yêu cầu đến từ Quốc hội hiện tại, và tình hình cũng đang căng rồi đó các bạn. Và đối với lại SEC đây thì ngày hôm nay họ đã ra quyết định là trì hoãn liên quan đến Ethereum Spot ETF của VanEck và ARK Invest. Thì điều này đó các bạn có thể nhìn vào hai hướng khác nhau. Hướng tích cực đó là các bạn thấy là họ đã ra quyết định là trì hoãn, như là họ không có từ chối. Nhưng mà một góc nhìn khác đó chính là SEC lại tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Thì đương nhiên rồi, Thuận không nghĩ là ai có cái sự trông chờ là sẽ có Ethereum Spot ETF trước Bitcoin Spot ETF đâu. Chúng ta cần phải có Bitcoin Spot ETF trước rồi mới tới Ethereum. Cho nên khi nào mà Bitcoin Spot ETF chưa được thông qua thì Ethereum Spot ETF cũng sẽ không được thông qua đâu các bạn. Và cho tới bây giờ đó thì chúng ta có một cái đề xuất, đó chính là Ethereum Futures ETF. Cái này đó thì khả năng được thông qua rất là cao, và dựa theo Bloomberg đó thì họ đưa ra ước tính là 90% sẽ được thông qua. Và các bạn thấy được là cái ngày ước tính được thông qua là ngày 12 tháng 10, đó là cái hạn của Ethereum Futures ETF. Khi nào mà có Ethereum Future ETF rồi thì chúng ta mới nói tới là Ethereum Spot ETF. Cho nên liên quan tới Ethereum Spot ETF đó, phải chờ Ethereum Future trước, rồi phải chờ tới Bitcoin Spot ETF, rồi mới tới Ethereum Spot ETF. Nó phải đi thứ tự như vậy. Và tại sao Bloomberg lại đưa ra 90% khả năng là Ethereum Futures ETF được thông qua bởi SEC? Đơn giản tại vì cái ngày mà sẽ đến lúc ra quyết định là ngày 12 tháng 10. Mà các bạn đã thấy được là SEC gần đây đã đưa ra quyết định trước cái ngày mà hết hạn. Lý do là tại vì họ sợ là trong tuần này đó, nếu như mà không có sự thỏa thuận liên quan tới hai đảng về chi tiêu thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải ngưng hoạt động cho đến khi nào có một sự thỏa thuận, và có thể ngưng hoạt động bắt đầu là từ sau thứ Sáu của tuần này. Vì lý do đó, SEC cũng sẽ phải ngưng hoạt động luôn các bạn, phần lớn. Dựa theo Chủ tịch Gary Gensler ngày hôm nay đó, họ nói là khoảng chừng 90% nhân viên của SEC sẽ phải ngưng hoạt động, tại vì sẽ không có tiền để mà trả lương cho những người này cho đến khi nào mà có cái phần chi tiêu mới được thông qua bởi Quốc hội. Và vì lý do đó, họ muốn ra quyết định là trì hoãn những cái đề xuất ETF này. Và các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó, họ cũng đã ra quyết định trước thời hạn để mà trì hoãn ARK Invest. Có thể cũng vì lý do là họ sợ là chính phủ Hoa Kỳ sẽ ngưng hoạt động. Và nếu như vậy đó thì trong vòng 1-2 ngày tới chúng ta có thể thấy được là hàng loạt những cái ETF sẽ bị trì hoãn. Nhưng mà một cái chúng ta vẫn chưa có nghe bị trì hoãn, đó chính là Ethereum Futures ETF. Và nếu mà chúng ta không nghe bất cứ động tĩnh gì đến từ SEC đó, thì sau ngày 12 tháng 10 thì cái đề xuất này sẽ tự động được thông qua. Cho nên bây giờ đó Bloomberg mới đưa ra khả năng là 90%. Đương nhiên ngày mai SEC có thể đưa quyết định là sẽ trì hoãn cái đề xuất này, hoàn toàn có thể. Nhưng mà bây giờ họ vẫn chưa đưa ra quyết định đó, và chỉ còn 2 ngày còn lại trong tuần này mà thôi. Và đối với lại là Hoa Kỳ đó sẽ tạm ngưng hoạt động, thì việc này cũng đã từng xảy ra năm 2018 rồi. Thuận cũng từng chia sẻ cái sự ảnh hưởng đối với bản thân của Thuận thời điểm đó. Nhưng mà Tom Lee đó của Fundstrat cũng đã hỏi trên Twitter là tại sao nhiều người lại quan tâm đến. Nếu như mà chúng ta nghĩ cách vận hành của thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ, thì chứng khoán, cái giá hiện bây giờ là đại diện cho suy nghĩ trung bình của những nhà đầu tư về tương lai của công ty đó. Nó không phản ảnh cho công ty đó ở thời điểm hiện tại. Giống như là những người mà họ mua công ty Apple hay là công ty Google đó, thì họ mua cổ phiếu những công ty đó là họ đã ước tính là sau này công ty đó thu nhập sẽ ra sao. Thì cái giá hiện tại đã phản ảnh suy nghĩ của nhà đầu tư về tương lai của công ty đó ở thời điểm hiện tại. Thì nếu như mà chúng ta nói tới là sẽ có một cái đợt ngưng hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ, có thể là một tuần, có thể là vài ngày, có thể là một tháng như là năm 2018, thì nó có thật sự ảnh hưởng đến cái tuyến đường dài hạn của những công ty hay là không? Thì tại sao lại ảnh hưởng đến giá cả? Thì phần lớn của người nói là trên căn bản không ảnh hưởng, nhưng mà cái suy nghĩ là có thể ảnh hưởng nó có thể dẫn đến là cổ phiếu đi xuống. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một cái bài viết đã được thống kê bởi Yahoo Finance về những cái đợt mà chính phủ Hoa Kỳ đã phải đóng cửa trước đây. Các bạn đã thấy được là dựa theo thống kê thì từ năm 1976 tới bây giờ là chúng ta đã có 7 đợt phố Hoa Kỳ tạm ngưng hoạt động là hơn 10 ngày. Và trên trung bình á, trong thời gian đó chỉ số S&P 500 giảm tới hơn 10% các bạn, 10.02%. Và cái đợt mà giảm nhiều nhất đó chính là cái đợt năm 2018, và đó cũng là cái đợt mà ngưng hoạt động lâu nhất các bạn, từ ngày 21 tháng 12 cho đến ngày 23 tháng 1, nghĩa là hơn một tháng trời chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động. Và lúc đó đó chỉ số S&P 500 đã giảm gần 20% trong khoảng một tháng trời đó. Và cái đợt mà giảm ít nhất đó là vào năm 1996, vào tháng 1 lúc đó thì đã ngưng hoạt động 21 ngày. Thì lúc đó đó chỉ số S&P 500 giảm khoảng chừng là 3.7%. Nói chung phần lớn là giảm. Cho nên nếu như chúng ta thực sự là có một cái đợt là ngưng hoạt động mà hơn 10 ngày thì khả năng thị trường chứng khoán sẽ là một màu đỏ các bạn. Và nó có ảnh hưởng gì đến crypto hay không? Thì ngay thời điểm bây giờ các bạn thấy là những đợt mà chứng khoán đi xuống nó cũng không có sự hưởng rõ rệt đối với Bitcoin, vì lý do thường đã từng chia sẻ với các bạn là có khả năng là bây giờ để cái số lượng người mà đầu tư cả hai bây giờ không còn là bao nhiêu hết, tại vì chúng ta đã trải qua một năm 2022 rất là tệ, rất nhiều người đã rời khỏi rồi. Bây giờ những người mà ở lại trong crypto này là những người mà sẽ có tầm nhìn dài hạn hơn. Chúng ta cũng còn một số những thông tin khác nổi bật ngày hôm nay các bạn, và chúng ta sẽ nói tới một cái NFT, đó chính là Pudgy Penguins. Và đây là một bộ sưu tập NFT và họ đã bắt đầu bán đồ chơi Pudgy Toys vật lý, có nghĩa là đồ chơi thật sự các bạn, ngoài đời tại 2.000 cửa hàng Walmart ở Mỹ. Walmart là siêu thị rất là lớn các bạn, có thể nói là Walmart có thể là siêu thị lớn nhất trên thế giới hiện tại. Thì mỗi đồ chơi Pudgy Toy này, những đồ chơi thật bên ngoài được bán trong tiệm đó, thì đều có quyền truy cập vào Pudgy World, một thế giới nơi người chơi tự do xây dựng nhân vật cho riêng mình trên blockchain ZK Sync Era Layer 2. Và những người sở hữu NFT của đồ chơi sẽ nhận được tiền bản quyền từ việc bán những cây đồ chơi này. Mỗi món Pudgy Toy đó có giá trị từ khoảng chừng 3 đô tới 12 đô. Đồ chơi bước ra từ blockchain là có thật. Thì điều mình thường muốn chia sẻ đây đó là các bạn có biết là dự án này ra một dự án có thể là các bạn mới vừa nghe nói ngày hôm nay. Đối Thuần cũng không có phải là người mà theo dõi NFT nhiều, nhưng mà Thuần cũng vừa nghe ngày hôm nay. Thì trước đây đó có một người tên là Luca Snatcher. Đây là một người mà họ đã bỏ ra là khoảng 2,5 triệu để có thể là gây dựng cái thương hiệu Pudgy Penguin này. Và sau đó đó thì đã kêu gọi được vốn tổng cộng là 9 triệu đô la. Và chỉ như vậy thôi các bạn, bỏ ra 2,5 triệu cộng với lại 9 triệu đô la kêu gọi được từ vốn bên ngoài ra là 11 triệu đô la mà người này đó đã có thể có được đồ chơi vật lý ở trong cái chuỗi siêu thị lớn nhất ở Hoa Kỳ và có thể lớn nhất trên thế giới là Walmart. Thì các bạn thấy được đây là một điều mà khiến cho nhiều cái dự án NFT khác đó có thể là cần phải xem xét lại. Những cái dự án NFT khác đó có nhiều dự án có thể kêu được là mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu luôn các bạn. Như vậy thì đã tới đâu rồi? Chúng ta nói tới là những cái dự án như là liên quan tới Bored Ape, liên quan tới Cyberpunk, thì tất cả những dự án NFT đó bây giờ đã đến đâu rồi các bạn? Trong khi dự án này đó chỉ kêu gọi được có 11 triệu đô la tổng cộng thôi mà đã có thể có đồ chơi vật lý trong chuỗi siêu thị Walmart, thì một điều mình cảm thấy là cũng khá là thú vị và có thể dẫn đến một cái tiêu chuẩn mới cho những cái NFT sau này. Tôi cũng có thông tin liên quan tới Chainlink các bạn. Tôi biết là rất nhiều bạn là fan của Chainlink. Thì Chainlink đã mở rộng giao thức CCIP trên Base. Thì Base chính là mạng lưới tầng 2 được tạo ra bởi Coinbase các bạn, mạng lưới tầng 2 của Ethereum. Thì CCIP đó chính là cái cách mà mạng lưới Chainlink có thể di chuyển token xuyên những cái chuỗi và có thể là chia sẻ thông tin xuyên chuỗi được. Thì CCIP đó đã cho phép nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng và dịch vụ chuỗi chéo trên Base. Chainlink đóng vai trò rất là quan trọng các bạn, là cầu nối giữa thế giới thật và blockchain ở trên Base cũng như là nhiều blockchain khác. Đây là một trong những dự án mà đã có một thời gian dài rồi và đóng vai trò rất quan trọng, tại vì các bạn nên hiểu đó là nếu như các bạn tạo ra một hợp đồng thông minh giả sử như trên mạng lưới Ethereum đi thì ra sao các bạn? Hội đồng thông minh đó giả sử như là thù với các bạn là bây giờ hai người cá cược đi, là cá cược là tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ là ai. Thì nếu như mà Thuận thắng hay các bạn thắng thì tiền sẽ tự động được di chuyển trên mạng lưới đó. Nhưng mà làm sao Ethereum có thể biết được là ai là tổng thống kế tiếp? Phải cần dữ liệu bên ngoài, và dữ liệu đó, có an toàn hay không, dữ liệu đó, có thực sự chính xác hay không. Cho nên Chainlink xuất hiện để mà giải quyết vấn đề đó, cung cấp dữ liệu giữa thế giới thật và blockchain để có thể khiến cho những cái giao thức này hoạt động được. Thì đó là một cái ví dụ thôi các bạn, chứ thật ra nếu như chúng ta nghĩ đến là các bạn là một người mà vận hành một cái sàn phi tập trung đi, thì sàn phi tập trung đó, làm sao có thể biết được là cái giá Bitcoin trên những sàn tập trung là bao nhiêu, và từ đó nó có thể đưa ra những cái giao thức để có thể là ổn định giá trên sàn phi tập trung được. Thì đó cũng cần những cái dịch vụ như là Chainlink. Có nhiều dịch vụ như vậy các bạn, nhưng mà Chainlink là dịch vụ lớn nhất. Nhưng mà còn về token link đó, thì Thuận không phải là một người mà lưu trữ token link, cho nên cũng không có thể comment nhiều được. Tôi chỉ thể comment cái vai trò của Chainlink thì như thế nào mà thôi, và đó là một vai trò rất quan trọng. Và chúng ta cũng đã nói tới Evergrande mới đây rồi các bạn. Thì Evergrande các bạn cũng đã biết là báo cáo đã ngưng hoạt động ở trên những sàn giao dịch. Và thông tin cuối cùng đó thì đáng tiếc, sau khi chúng ta đã nghe cái thông tin liên quan tới là ngân hàng Chase ở Vương quốc Anh sẽ ngưng hỗ trợ dịch vụ liên quan đến crypto, nghĩa là các bạn không thể gửi tiền tới những sàn giao dịch thông qua Chase được, hay là những công ty crypto thông qua Chase. Họ nói là vì lý do họ phải bảo vệ người dùng, tại vì có nhiều cái sự lừa đảo liên quan đến crypto. Thì cũng có nhiều người đã comment bên dưới cái tweet này đến từ Digital Asset News, nói là ngân hàng của mình cũng bị như vậy. Và nói chung đó, bây giờ ở nước Anh chỉ còn một số ngân hàng như là Revolut ủng hộ crypto. Thì cũng đáng tiếc đó các bạn, ở Hoa Kỳ cũng đã từng trải qua những sự kiện tương tự, và nó cũng kết thúc bằng cách là những ngân hàng đó đã mở cửa trở lại để mà chào đón những công ty crypto. Chứ các bạn cũng đang nhớ là những năm như 2017 với 2018 đó, nhiều ngân hàng ở Hoa Kỳ cũng có những cái luật lệ tương tự như thế này, và điều này chỉ khiến cho những khách hàng của họ sẽ rời khỏi và đi qua ngân hàng khác, và họ sẽ không chỉ là mất cái người khách hàng đó là cái số tiền gửi, mà các bạn thấy được là một ngân hàng họ cung cấp nhiều dịch vụ, họ cho các bạn gửi tiền, họ cho các bạn vay tiền, họ cho các bạn đầu tư trực tiếp ngân hàng của họ. Thì khi một người đã bỏ ngân hàng rồi qua ngân hàng khác đó thì tất cả sẽ đi theo họ luôn. Và các bạn thấy được là những ngân hàng đó thì chỉ cần một ngân hàng mở cửa chào đón thôi thì những ngân hàng còn lại sẽ cảm thấy là mình đang bị yếu thế. Và điều đó sẽ xảy ra các bạn. Ở Hoa Kỳ trước đây cũng như vậy, có rất nhiều những ngân hàng lớn đó, họ cũng giống như là không muốn đụng đến crypto, nhưng mà sau đó có một ngân hàng lớn nào đó mở cửa chào đón thì mọi người lại ào tới mở account ngân hàng đó, khiến cho tất cả tiền bạc từ những ngân hàng còn lại đó dồn vào ngân hàng đó. Rồi các bạn thấy được sau đó thì ngân hàng Chase, ngân hàng Bank of America đó đều đã suy nghĩ trở lại và họ đã mở cửa như là bây giờ. Thì ở Vương quốc Anh tôi nghĩ cũng sẽ như vậy mà thôi. Đó là cái quan điểm của Thuận. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những bạn nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của ThuanCapital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác cho các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng bên nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.